Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa rông, sau đó thì chuyển nắng hanh. Khả năng cao đây sẽ là đợt rét sâu nhất từ đầu năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tình trạng mưa lạnh ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày mùng 3 tháng 11. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11, miền Bắc trời nắng ráo, nhiệt độ ngày tăng lên trên 25 độ. Đến khoảng ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 11 thì một đợt gió mùa đông bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa rông và làm cho các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét trên diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ. Đợt rét này sẽ là đợt rét trên diện rộng và rét sâu nhất từ đầu năm tới giờ. Chính vì vậy, miền Bắc liên tục có mưa, mưa rào, mưa nhỏ đan xen. Mưa cộng với không khí lạnh đã làm cho nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm xuống đáng kể với mức nhiệt trung bình ngày trong khoảng là từ 21 đến 23 độ ở vùng đồng bằng, 19 đến 21 độ ở khu vực vùng núi, trời rét ở vùng núi và lạnh ở vùng đồng bằng. Lý giải về kiểu thời tiết mưa ẩm gây khó chịu kéo dài nhiều ngày qua dù đang là mùa thu, thì các chuyên gia khí tượng cho biết, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 hàng năm, miền Bắc thường trong giai đoạn nắng hanh, độ ẩm thấp do không khí lạnh đã bắt đầu chi phối. Tuy nhiên năm nay thì khá đặc biệt, khi mà từ ngày 28 tháng 10 cho tới giờ thì khối không khí lạnh không xuống sâu phía Nam như thường thấy mà lại lệch đông, mang hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Chính vì vậy mà miền Bắc liên tục có mưa, mưa rào, mưa nhỏ đan xen. Theo thống kê, lần gần nhất miền Bắc có mưa liên tục trong 3 tới 5 ngày và nhiệt độ trung bình ngày ở ngưỡng trời lạnh xảy ra vào tháng 10 năm 2001, cách đây đúng 20 năm.